Ngay khi thủy điện Trị An ngừng xả nước qua đập tràn, cả ngàn người dân mang theo ngư cụ lao xuống nước săn bắt lộc trời. Không chỉ người dân địa phương mà người dân ở các tỉnh thành phố lân cận cũng kéo đến chân đập Trị An tham gia bắt cá. Theo ghi nhận, mặc dù 13 giờ mới đóng tràn, song từ trước đó 1 giờ, hàng trăm người dân từ huyện Vĩnh Cửu, Trảng Bom và thành phố Biên Hòa đã tụ tập quanh chân đập tràn. Ngoài những người tham gia chỉ để xem hội và chia sẻ lên mạng xã hội cho vui, hầu hết người dân mang theo lưới vào chài, thuyền, vợt để săn bắt cá. Điểm đặc biệt năm nay là vắng bóng đội ngũ xuyệt điện so với các lần săn lộc trời trước đó, nguyên nhân do lực lượng chức năng xã Hiếu Liêm, Mã Đà và thị trấn Vĩnh An đã chốt trực từ trước. Vừa đảm bảo an ninh trật tự địa phương, vừa ngăn chặn người dân sử dụng các ngư cụ sai phạm đánh bắt cá. Ngày 10 tháng 8, công ty thủy điện Trị An tiến hành xả nước qua đập tràn để điều tiết hồ chứa. Theo đó, thủy điện Trị An đã mở một cửa, có lúc lên hai cửa để đảm bảo an toàn hồ chứa. Đến ngày 25 tháng 8, mực nước hồ Trị An dưới mực nước lũ, trong khi lượng nước về hồ đảm bảo nên thủy điện Trị An ngừng xả nước qua đập tràn. Cũng theo một số người dân, mỗi khi thủy điện Trị An xả tràn, cá từ sông Đồng Nai theo con nước ngược lên thượng nguồn. Khi đến đập tràn, cá bị chặn lại dưới chân đập, không thể đi tiếp. Do đó, lúc thủy điện đóng cửa xả trạng, cá mắc kẹt ở vùng nước phía dưới chân đập. Đây là thời điểm người dân trông chờ mỗi năm và coi đó như là lộc trời.